Hello, chào các bạn. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chơi vị tướng hiệp sĩ Thỏ Ngọc Slim anh em. Slim đi rừng, đó là một cái sự lựa chọn không hề tệ khi các bạn sử dụng leo danh nhá. Và khi mà các vị tướng Violet, thậm chí là Murat bị cấm ở trong các cái mức danh đấu danh từ kim cương lên cao thủ, thì Slim đó là cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Các bạn có thể dùng leo danh và luyện tập Slim để chơi leo danh rất là hiệu quả nhá. Bởi vì phiên bản thời đại xạ thủ này đánh Slim rất là dễ. Cái lao cơ khí của Slim bây giờ nó được tăng thêm sát thương, tăng thêm cái độ cơ động, tốc độ chạy sau khi phi trúng là 60%, tốc chạy trong 1 giây, rồi cộng thêm sát thương chuẩn khi mà phi trúng quái rừng, rồi lại cộng thêm rất nhiều và cái đặc biệt đó là cái tầm độ rộng của cái lao cơ khí là rất là to to hơn các phiên bản của trước rất là nhiều. Các bạn phi lao cơ khí bây giờ nó dễ trúng hơn rất là nhiều nhá. Ok, chính vậy mình sẽ mắc lao cơ khí cho anh em phát huy được cái sức mạnh của cái sự thay đổi này. Còn cái chiêu 2, cái nò xo thỏ nhảy cắn cỏ nhảy qua tường đấy thì nó là tăng công vật lý cho anh em. Cái này thì mình sẽ mắc sau nhá. Ok, còn bảng ngọc cho Slim và cái đồ thì như mọi khi thôi. Cái đồ này mình nghĩ là khá là mạnh, bởi vì nó có cả phòng thủ cho Slim, lượng sát thương thì cũng rất là mạnh rồi. Thêm một chút thủ này sẽ giúp Slim không dễ bị bốc hơi, có nhiều thời gian để thể hiện, để bắn hơn, cắn cỏ phê hơn. Còn ngọc thì các bạn đem ngọc chí mạng cho Slim nhá. Đỏ là 1,6% chí mạng, tím là 1,6% hút máu, còn đục là công lý và xuyên giáp. Thường thì bây giờ không nên đồ quỷ kiếm, thành ra là các bạn phải dùng bằng ngọc hút máu. Còn các bạn nếu mà không có bằng ngọc hút máu thì các bạn phải lên cái quỷ kiếm nhá. Rồi, phí hụt rồi. Thật là buồn quá đi. Slim trong giao tranh em cố gắng là em trúng cái nào cơ khí, xong nó nhảy chiêu 2 lên. Đó. Rồi, choáng liên tục của Lacrosse. Ồ thật, mình bị choáng liên tục anh em ơi. Lui 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 bạn ơi. Wow. Ui. Hay quá Veda ơi. Nhưng mà vẫn không giết được Lacrosse tin bạn. Nào cơ khí này lại hụt rồi. Jill đang truy sát là rừng team bạn và cơ hội cho team mình ăn rừng với 4 người. Ăn rồng nhanh lên. Thấy hay quá Jill ơi. Thế mà không giết thằng Nacross team bạn, cái tốc độ nhảy cũng rất là nhanh nha. Ô, thế bảng đấu số ấy à. Mình tưởng là pha đấy là bị con thổ dân nó bắn chết. Thật là buồn quá đi mà. Slim các bạn đầu game các bạn farm nhá, tầm giữa game mà anh em có thể là làm mưa làm gió với với khả năng là cắn cỏ mắc phê rồi. Mắc chiêu 1 thì các bạn sẽ tăng được nhiều tốc đánh hơn khi sử dụng chiêu 1 chuẩn xác nhá. Chiêu 2 thì anh em sẽ tăng được khá nhiều công lý. Đó, nhưng lúc đầu mình lại cần cái tốc đánh hơn. Đó. Rồi. Thành ra là mình nghĩ là khuyên các bạn nên mắc chiêu 1. Ở phiên bản trước thì cái cơ chế của cái siêu lao cơ khí là phi trúng tướng địch sẽ gấp đôi cái tốc độ đánh. Nhưng mà bây giờ không cần phi trúng tướng địch thì anh em vẫn được cái tốc độ đánh tốt. Đó, không nhân đôi nữa nhưng mà sẽ được tăng rất nhiều. Rồi.
Trên này thì mình có cô giáo Veda. Cô giáo dạy học sinh là cái chiến thuật là lúp núm và bất ngờ lao ra. Học sinh Yoma thực hiện rất tốt và học sinh thỏ thì rất là chăm chú nghe giảng. Rồi đó, cơ hội là thỏ lao ra và ném lao liên tục là theo lát trên bảng điểm số. Các bạn chỉ cần ném lao cơ khí chuẩn xác thì bắt trả thủ trên bảng rất là dễ nha. Ai đi định cướp kìa. Cho thêm kẹo ID thì bạn không dám vào đâu. Rồi một phi chuẩn xác xuống khổng lồ lực sĩ. Wow. Bạn dừng tìm bạn không biết nào ra làm gì không biết. Cậy đông mà làm càn em ơi. Mà không nghĩ là cô giáo chơi cái chiến thuật này là thả tim, cô giáo thả tim và sắp mặt lại gót luôn. Rồi ui. Quá tuyệt vời một pha tốc biến thần thánh của Theo Lát. Ok ui, không chết à? Pha này chắc là phi trúng thôi. Thực ra thì không cần phải thực hiện như vậy đâu các bạn ơi. Các bạn cứ đến thật gần để phi như mình thử xem cái độ căn chiêu của mình có chuẩn chưa, để luyện cái lao cơ khí chuẩn xác hơn. Rồi. Đúng rồi. Ôi, kìa kìa, đứng múa kìa. Thời tại sao nó không chạy đi à, đứng múa. Và kết cục đứng múa của nàng Lót tìm bạn là sắp mặt. Ôi, tiếp tục này. Đó các bạn, dùng ném chúng nào có khí là tướng địch mất chạy luôn. Quá sợ cô giáo luôn anh em ạ. Có ai không có sợ cô giáo không? Có các bạn nào đi học mà không sợ cô giáo? Thì các bạn đó là những học sinh giỏi, học sinh ngoan rồi. Rồi bây giờ team bạn là chuyển sang chiến thuật là đẩy đâu, đẩy đường rồi. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy Theo Lát thì mình bắn chưa? Rồi gấu Juka lên bảng tiếp tục. Wow, chuẩn chưa anh em ơi? Rồi đấy, đó, ôi, thiếu sát thương, một hit nữa thôi. Rồi là Lacrosse đây rồi. Ôi, trúng nhưng mà Lacrosse đang múa. Bây giờ ném nào cơ khí đã là dễ trúng hơn rất là nhiều nha anh em. Rồi là có chạy rất là nhanh. Nói chung là mất tâm tích rồi. À, đứng ăn bùa của mình kìa. Ôi, cô báo vậy trời. Ăn mất con bùa mình và bạn ấy chơi chiến thuật đẩy đường rồi. Nhưng mà bị Dioma xiên rồi phát thẳng lát người. Trời. Bó tay. Nếu các bạn nào không thích lên cái món đồ cuối là cái liều yoga thì các bạn có thể là lên cái song đao bảo tam nhá. Đổi đồ hết sức đơn giản thôi. Các bạn thích full sát thương đó thì nên kiểu đấy. Nhưng mà kiểu đấy thì các bạn phải đánh là tốt nhá. Bởi vì khi các bạn áp sát ý, mà không còn cái chiêu nhảy ấy
Trời ơi, những pha gọi là ném lao cơ khí thần thánh của anh em ơi. Nó độ hên rồi, nó mắc mắc hên rồi. Như kiểu là tướng địch nhảy ra gọi là hứng hứng cái nào cơ khí của mình. Như kiểu là tranh nhau nhận kẹo ấy. Và dù ca ui ồ ừ, đính nhảy và bắt cô giáo vô hợp cô giáo và xác định là sắp mặt rồi đấy. Cái chiêu làm choáng của Veda là 1,5 giây, thừa sức để cho mình ném tiếp nào cơ khí là choáng thêm 1,5 giây nữa với khoảng cách đó. 3 giây thì tướng địch thì còn sao mà sống nổi trong cái thời gian 3 giây khi mình thỏ sẽ đi bắn 3 giây nhá. Ở ngày trước thì mình đánh Slim rất là tệ. Cái khả năng phóng lao cơ khí của mình là gọi là bét rồi. Bây giờ thì nó đã đỡ hơn rất nhiều anh em ơi. Rồi kinh công luôn. Đó, không ai hỗ trợ mình kìa. Anh em chạy đi đâu hết giờ. Thôi mình có thể là solo dễ dàng bằng kinh công này. Bây giờ tầm đánh xạ thủ rất là xa. Các bạn có thể đứng ngoài hang kinh công để bắn như kiểu là cáo sư thanh bắn nhá. Solo rất là dễ dàng thôi. Rồi hai đi. Đó, cứ dính cái nào vừa khí là sắp mặt ngay. À, như vậy chân là team này, team bạn đã bị gọi là chỉ còn mỗi bạn này có đoạn sống sót thôi. Nhưng không biết bạn ấy có sống được không này ui. Chí ma kìa ui. Ôi chết ở trong cái nhà chính kìa. Ok. Và video clip mình chơi thỏ cắn cỏ stream đến đây hết. Xin chào các bạn. Các bạn có thể thấy này, cái sự bá đạo của mình tướng hay không. Ok, và video của mình đến đây hết. Xin chào các bạn nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.